Motorola ra mắt smartphone với khả năng chống nước mà giá siêu mềm. Motorola Moto G625G là smartphone có khả năng chống nước, dùng chip Qualcomm Snapdragon 480 Plus ra 4GB và màn hình tần số quét 120Hz. Motorola Moto G625G sử dụng vỏ ngoài bằng chất liệu nhựa nguyên khối. Kích thước của máy lần lượt là 161.8 x 74 x 8.6 mm với trọng lượng 184g và được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, tốc độ tối đa 2.2GHz GPU Adreno 619. Nó sở hữu RAM 4GB đi kèm bộ nhớ trong 64 hoặc 128GB, có khe cắm thẻ microSD với dung lượng tối đa 1TB. Chiếc smartphone này được sử dụng hệ điều hành Android 12, dung lượng pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Ngoài ra, Moto G625G được trang bị màn hình IPS LCD kích thước 6.5 inch, độ phân giải Full HD Plus. Được biết, smartphone Motorola Moto G625G sẽ có giá khởi điểm tại Vương quốc Anh là 200 bảng, tương đương 5,61 triệu đồng.